Rồi lại ăn vô. Dạ. Liệu. Gì vậy? Nó đi. Có ai kiếm gì nè? Ai? Không biết nữa. Ai kiếm hả? Ừ. Cái người chơi nha, đợi chị. Đâu vậy? Ai kiếm em? Chị Dung Liền á, chị Dung Liền á. Dạ. Ủa. Đó, ảnh kìa. Em anh đến làm gì vậy? Em đang làm hả? Ừ, em đang làm. Hay là bây giờ em nghỉ làm đi. Dạ anh nuôi em. Trời đất, anh nặng rộng nuôi. Nghĩ sao kêu nghỉ làm với ông nội. Nghỉ làm lấy gì sống? Thì anh nuôi. Có tiền nuôi hả? Có. Anh đi làm anh nuôi. Trời ơi. Hay quá trời hả? Thôi, không có nghỉ làm đâu. Mệt chết luôn vậy. Thiệt, anh nuôi được. Nghĩ sao anh làm hồ mà anh nuôi tôi? Thì làm hầu cũng thì, là thế, làm thì gì tôi nói gì rồi đó, tạm thời với mình chỉ quen nhau trong lén lút mập mờ đi ha, chứ em cũng không muốn công khai đâu. Nhưng mà anh không thích mập mờ, anh muốn công khai cho người ta biết. Từ từ mình quen nhau mới cũng mới có thời gian mà anh làm đi lâu vậy. Thôi đem đi về đi cho em làm nha. Từ từ là khi nào thì lại ngần kiếm tiền nè. Vậy đi nha, về đi em. Ôi là trời thì sao lại hoài vẫn biết nữa. Ai vậy? Sao lại hoài vậy? Nói vậy. Vô đi. Mình đừng buồn nữa nha. Bây giờ cho em gái xin lỗi nghe. Không gì đâu. Phiền quá trời phiền. Thoải mái đi, tụi anh cũng thoải mái mà, vui vẻ mà. Tao cũng cách tao chia tay nữa. Ê, anh vô dùng đi, dùng đi. Dùng đi anh, dùng đi anh. Ngọc. Dùng đi chị. Bình thường không có răng mình đỏ. Dùng đi nha. Có gì hết thì kêu thêm. Hôm nay tụi anh đẩy. Sớm hứa dẫn em đi mua đồ, nó có dẫn không vậy? Có chứ, ngon không? Ăn gì kêu mà. Anh hứa với em một chuyện, anh dẫn đi nữa một chuyện. Ê, vừa kênh nha. Tôi Vinh tránh đi mua đồ à. Đi nha. Thôi mọi người chơi vui vẻ nha. Anh tránh thôi anh. Bà tránh nha, anh tránh giờ này hết thương em rồi. Anh tránh giờ này đi giếng liễu mà. Thôi thương em rồi. Tôi mua đồ gì tặng bà. Được chưa? Anh thương ha. Có anh này được không? Anh này thương được không? Anh thương phải lùa em, anh tránh phải lùa em. Đi nha. Tụi bà nha. Về sớm nha. Mẹ lên đi. Mày vô nó con lê mê lê mê. Mày chúc quá ba rồi đi. Chúc sức mình ra lên như thế này. Nãy này. Gì nữa? Tôi láo được nhiều lắm rồi. Rồi. Em làm hết ngày hôm nay để anh cho em bớt tiền nha. Bớt hoài vậy? Em có chuyện gấp đó. Có chuyện gấp gia đình. Chạy đi. Ok. Thì mày nói em làm rồi giờ chưa lại cũng được. Mấy mày ứng tiền cho cố vô, mấy mày làm biến thêm mà làm ngu lẹ gì đó. Không, bây giờ chị Đình đang cầm gấp lắm. Nhớ nha, đi làm cho cái đúng giờ, đúng giấc rồi lâu á. Ứng tiền xong rồi nào mấy bò đi xong rồi. Có bữa nào tụi em làm trễ đâu anh. Bữa nào cũng làm lố giờ không đó. Nhà gì chị biến cho em ứng tiền nha. Thôi. Thôi đi làm đi. Tiền má. Chị. Chị tránh đừng có sợ xíu nào chứ. Chị Liễu. Cái có cái anh nào cứu chị ngoại kìa, người yêu chị hay gì kìa. Ai nữa? Người yêu chị á. Trời ơi, hẹn rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi, ảnh á, hôm qua ảnh mới kiếm chị đó. Trời ơi, hẹn môn mày gì mà hẹn kiếm mày hoài vậy? Ôi, cũng dây dư được 2 năm rồi. Ông kiếm chị. Thôi, lo tập trung đi làm đi má. Đi lên đi xịt cho miếng nè. Đang kiếm cách là chia tay. Chia tay mẹ chứ rồi đi. Nghĩ sao bá cho thằng đó vậy? Cái gì? Mày bá cho thằng không có đường đâu. Được. Lo kiếm tiền đi má ơi. Cảm ơn cái à. Kêu chị kìa. Kêu đây hả chị? Được chưa? Được coi mắt ai đánh chưa? Tới đâu rồi? Thằng ơi, bữa nay đem cây thỏ trời ơi. Em. Ổn quá. Anh biết giờ này em sắp đi làm rồi, đến đây làm gì nữa vậy? Đến thì gặp em. Nên nghe nè, có tiền rồi nè. Có tiền rồi nè. Ủa, em mới tới chơi hả?
Trời đất, cái này đi rụng thôi, thôi để xài đi. Để xài đưa em làm cái gì trời. Mất công rồi. Anh lo cho em mà. Ủa, nó đang nó mới làm. Có. Đi làm rồi, đến đi làm cái gì? Chuyển khoản không được, đâu phải đến trực tiếp đâu. Thôi, nhớ, nhớ em quá. Nhớ bà. Là anh gặp xíu rồi anh đi làm. Vậy đó hả? Nhớ dùng gì? Làm như là... Còn bây giờ mới đi làm. Giờ chuẩn bị nè, em đang trang điểm nè. Trang điểm chuẩn bị đi hả? Ừ. Nói rồi là nghỉ, nghỉ làm đi. Về nhà đi anh nuôi cho nó. Sợ em kêu rồi, em kêu á. Nghỉ đi, về nhà anh. Thôi, anh nuôi gán thời gian đi. Em không có nghỉ đâu. Nó nói là gán lo cho hạnh phúc hai đứa là mình gán đi làm. Nói vậy anh vui quá. Giữ gì sao? Em cũng gán đi làm. Ai, anh đi về. Thôi về cho em thay đồ. Em thay đồ. Nha. Bây giờ đi làm đi. Làm cái dễ nha. Rồi. Cái gì chịu anh qua anh đó. À, chịu qua nha. Dạ nha. Rồi. Tôi ăn nha. Chết rồi vậy. Chứ tao thảo mai tao thấy thường luôn á. Ôi một cặp luôn trời đất ơi. Ở đâu ra vậy? Ai biết. Ủa. Thì đem tiền cho tao xài thôi tao có biết gì đâu. Thôi đi nghe má ơi. Má chuyên gia gieo hy vọng cho ta rồi hả? Dập tắt bằng ha một xô nước chả bá lửa đó. Bà là chuyên gia gì không đó? Xin lỗi cưng nha. Nha, trên đời này á, tình yêu á, đối với tôi á, chỉ là phù du thôi. Polymer với mua ăn trọng ấy. Quan trọng là chị đưa đây. Chị dẫn đi ăn bị cay. Đưa tiền nóng cho bà hai kìa bà nội. Anh thằng ơi à, tháng nào cũng thiếu hết trơn á. Rồi mày đó chuyên gia đó, có một cái là phung phí không là gì đó, mày đặt túi một cái là mày biết cảnh tao nha. Ủa có trai cho mà sợ gì em. Ôi mình cũng đề cái mảnh ra cho chứ, mày đóng tiền mà đi. Bây giờ bữa nào anh nói gì lẽ ba triệu gì vậy? Nó có anh là kiếm chị kìa. Nữa hả? Rồi rồi nói chứ qua hàng để chơi. Ai vậy? Lẹ đi, anh đứng nãy giờ. Không dài. Ra giải quyết lẹ gọn nhẹ dùm cái coi. Má nông cảm nha. Dạ, cái em đi nha. Em. Gì đó vậy? Tặng em nè. Đến xuống thì sao đâu thiệt luôn á. Em sao vậy? Mình nói cho anh nghe nè. Mình chia tay đi. Tại sao em lại chia tay? Em với anh nó không có hợp nha. Mỗi người một con đường. Với lại á, em không quen thì làm hồ được. Mình quen nhau cũng được 2 năm rồi mà em. Bây giờ em muốn bây giờ 2 năm, 3 năm, 4 năm nữa. Nó cũng là một con số thôi nha. Nhìn đi á thì nó xa, nhưng mà nhìn lại á thì nó rất là nhanh. Cho nên á, không quan trọng trong thời gian ấy đâu nha. Với lại á, em đi gì nè, em thích quen người làm hồ, hiểu không? Nhưng mà anh vẫn lo cho em mà. Thì nói chung là em cảm ơn anh. Trong thời gian qua đã lo cho em. Ok chưa? Nghe. Chứ bây giờ á, em có một người khác lo rồi. Liễu ơi, em suy nghĩ kỹ mà đi Liễu. Em đừng có chia tay mà Liễu. Suy nghĩ gì thì em suy nghĩ kỹ em mới nói chia tay đó. Sao mà anh lì vậy? Hả? Anh thương em thiệt lòng mà Liễu. Anh ơi, thiệt lòng có đổi bằng tiền được không anh ơi? Tiền mới là quan trọng nha. Còn thiệt lòng không có ăn được, con không giúp cho người ta giàu sang lên được. Vậy nha. Em anh gì? Nói chung là cảm ơn anh em 2 năm qua đã chu cấp cho em nha. Đã lo lắng cho em, đã cho tiền em xài. Nhưng bây giờ á, có người khác thế rồi. Vậy nha. Chào anh. Em Bân ơi. Ơi cái gì vậy chị? Kêu bà Hương ra đuổi đi về coi. Anh ơi bảo không thích thì anh về đi, anh đứng đây hoài. Thôi chị vô chổng đi, em kêu về giùm em đi. Mất công hồi ta lại có chuyện nữa. Ta đang làm mà lại làm phiền quá trời. Buồn gì buồn, về nhà rồi buồn. Thôi chị làm đi chị. Mày làm gì mà mày buồn như vậy? Ghệ tao bỏ tao rồi. Mày bỏ nữa. Tại vì nó mà nó bỏ mày vậy. Tao cũng không biết. Tự nhiên cái chia tay tao. Biết cái gì xảy ra. Tao mày cũng hỏi nó lý do. Ngồi đây mày buồn mày làm được lại ít vậy. Chắc mày có làm gì nó bỏ mày chứ không? Tự nhiên nó bỏ. Ừ trời. Có gì nữa vậy?
Ơi. Sao vậy? Sao mày? Trời trời trời. Ai? Cái này không dở gì như mày. Không. Hay là bây giờ mày đi vô mày ứng tiền anh bảy đi rồi mày đi kêu mày khám đi. Ê ê ê. Còn tỉnh không ơi? Ủa mày làm gì bu đây mà không lo làm vậy? Ờ ờ mày, anh đây mày không. Không nó ơi. Ê, sao? Ê ê ê, đưa tao đi. Bớt giỡn nha. Bớt giỡn nha. Đi nào. Lấy xe đi. Ờ, lấy xe. Lấy xe. Gì vậy trời? Quá trời tình cảm đi à. Vô. Bảo nhỏ này sao anh Chánh cũng mê đó. Anh Chánh nào vậy? Cho hỏi là ở đây ai tên là Thúy Liễu nè. Em nạc có gì không anh? Thôi cũng này rồi. Em có thể nào ra ngoài kia anh nói chuyện nhỏ với em được. Tới nữa không? Tới nữa. Tới nữa rồi. Mọi người thông cảm nha, tại có chuyện gấp lắm nên là cần nói chuyện riêng với Thúy Liễu á. Có lẽ gì mấy dạ dạ dạ. À, em vui rồi nè. Thôi thôi chơi. Cái gì vậy? Anh lai gì vậy? Ờ, anh là bạn của ông Thống. Mà bạn Thống hả? Ờ. Có này không? Ờ. Vậy là kiếm định gì nội? Ờ, leo. Cái gì? Có chuyện quan trọng muốn nói cho em nghe. Là... gì quan trọng bản này? Cái đó cũng không quan trọng đâu em. Sức khỏe con người mình mới quan trọng nè. Là anh đến đây anh cho em đây một tin. Anh bệnh hoạn như nói em làm cái gì? Không ăn gì đâu. Có tiền không có đâu nha. Em để cho anh nói cái là anh không có xin tiền em, anh cũng không đến đây kiếm em, là anh hai thằng Thống đến đây kiếm em thôi. Vì sao? Hiện tại là thằng Thống nó ho rất là nhiều. Cái gì? Thằng Thống hiện tại nó ho rất là nhiều, với lại là người ta trả thằng Thống nó về gia đình rồi. Nếu mà được thì em đến gặp thằng Thống một lần. Vì sao? Nếu cái gì hoài vậy? Nói gì? Dù gì hai người cũng thương nhau được hơn 2 năm rồi. Nếu mà em còn không còn tình cũng còn nghĩa đi. Nói lại ai bị gì? Thống bị ho rất là nhiều. Người ta đã trả Thống về gia đình rồi. Nếu mà em thương thằng Thống thì em mới gặp nó một lần. Coi như là cái lần cuối cùng em gặp nó. Là anh chỉ đến đây anh cho em hay vậy thôi. Cái gì mà cái gì mà mới thấy ra mạnh cùi cùi mà nó giấu em, nó không nói gì cho em biết chân á. Nó chỉ biết đi làm, nó kiếm tiền rồi nó lo lắng cho em đầy đủ tất cả những thứ mà nó có được nó lo cho em thôi. Còn ngoài ra bản thân nó ăn cũng không dám ăn, nó mặc nó không dám mặc. Thậm chí mà nó bệnh nó không có tiền mà để nó mua thuốc uống luôn á. Anh là người bạn của nó nè. Anh nói em cho em hay vậy thôi. Còn tùy em. Nếu mà em cảm thấy muốn đến thì đến, mà không muốn đến thì thôi, tùy em. Chào em anh về. Vậy anh đợi em xíu nha. Chuyện gì? Chuyện gì? Đi lẻ dùm cái đi. Kêu con Bơ vô cái. Bơ ơi. Ủa, tao chẳng ai đến thăm mày nè. Liệu không? Anh Thống. Sao em đến đây? Ủa, sao mà gan ông nổi là gì trời? Nó bệnh lâu rồi đó con. Liệu em nghe nè. Anh yêu em nhiều lắm. Thôi 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 con. Em đừng có bỏ anh nha Liệu. Ôi trời, mà sao mà đến nước nông nổi ra gì trời? Sao vậy? Thì lúc em nói em bỏ anh buồn lắm. Anh không ăn không uống. Không có tâm trí mà để làm đâu. Uống bủ hoài bắt luôn á, ráng ăn vô nó không chịu, nó nói thôi. Tại vì em xin lỗi anh Mạnh Thống.
Anh nghe anh về lại đi, em có bố anh nữa đâu mình đâu. Em hứa là không bỏ anh nha. Không bỏ anh nữa đâu mình. Em xin lỗi anh nhiều mà. Bây giờ hiểu à, anh yêu em. Anh Thông, anh Thông ơi, Thông ơi, tỉnh dậy đi Thông ơi, anh tỉnh dậy đi Thông ơi, anh đừng bỏ em mà Thông ơi, anh Thông ơi, Thông à, sao bỏ má vậy con? Anh Thông ơi, Thông. Thông ơi tỉnh gì đi con. Không.